Em xin chào mừng cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Thế Anh. Và lời đầu video cho xe anh xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể cô bác và anh chị trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành cùng với kênh của em. Trong thời gian vừa qua thì mọi người cũng luôn tin tưởng ủng hộ Thế Anh rất là nhiều. Thì em cũng xin chúc được cho bà con cùng gia đình là có thật nhiều là sức khỏe. Và ngày hôm nay thì bên Thế Anh ô tô mới về thêm một mẫu xe hạng sang. Đó, một mẫu xe được rất là nổi tiếng nha mọi người nhé. Đó là chiếc Mercedes-Benz C240. Xe được sản xuất năm 2004. Động cơ máy là 2.5 phiên bản số tự động. Tổng thành xe là màu đen mọi người này. Sơn xi còn cực đẹp luôn nhá, mang biển thành phố rồi. Biển rất là đẹp, rất là VIP. Đó, sơn xi còn bóng mượt luôn, rất là long lanh. Bà con lấy xe về chỉ sẵn đi thôi mọi người này. Đó, các lẹp chrome này được ốp quanh xe rồi, nhìn rất là sang, rất là đẹp mọi người này. Đó, nói đến dòng xe Mercedes-Benz thì gần như là chúng ta không phải bình luận gì thêm vì nó rất là nổi tiếng rồi. Đó, rất là được nhiều người biết đến với những chiếc xe rất là đẳng cấp, rất là sang trọng lịch sự. Đó, gần như chúng ta gọi là siêu xe. Đó, thiết kế của xe rất là đẹp mọi người nhé. Trang bị theo xe là 4 quả la răng đúc đây. Đó, phanh ABS 4 bánh, chống trơn trượt bó cứng. Đây, lốp của em nó đây, lốp béo đây. Đi rất là bám đường, rất là an toàn. Kè rãnh còn rất là sâu. Lỗ la răng đúc thì còn nguyên bản theo xe bà con nhé. Đó, đó, rất là đẹp. Xi nhan được tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện cụp xe. Em này thì khám phí là rất là dài, tháng 12. Sơn xi em này còn cực đẹp mọi người nhé. Dòng này thì dòng xe tiền tỷ này thì gần như là nó thiết kế rất là bền, rất là đẹp. Tôn vỏ rất là dày dặn, xe đi cực kỳ là đầm chắc mọi người nhé. Mà đi lại rất là an toàn luôn. Đó, ngoại thất của em nó đây, rất là long lanh. Bà con lấy xe về chỉ sẵn đi thôi. Logo nhìn rất là sang trọng mọi người này. Một dòng xe là dành cho những người có tiền, có điều kiện. Nhưng mà đến với bên Thế Anh ô tô thì bà con yên tâm, kể cả những người không có điều kiện cũng có thể sở hữu được chiếc xe này. Đó, với giá rẻ giật mình luôn bà con nhé. Chỉ với 165 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu được dòng xe hạng sang này rồi. Giá rất là rẻ bà con nhé. Đó, những người không có điều kiện cũng có thể sở hữu được chiếc xe này rồi. Đó, xe còn rất là đẹp, táp lô táp ly đây. Đó, táp ly đây là da xịn mọi người này, chưa có hiện tượng bong chóc chảy trước gì cả nhá. Đây là ghế điện này mọi người này, hai ghế điện này, chế độ nhớ ghế này. Đó, các phím điều chỉnh này còn rất là mới này. Đây là cốp điện nhá, mở cốp điện bằng điện luôn. Táp ly rất là đẹp. Đó, vô lăng đây, vô lăng 4 chấu được tích hợp các phím cánh tay đây, thứ khí an toàn. Đó, điều hòa auto. Đó, thiết kế của chiếc xe này là rất là đẹp, rất là sang trọng. Táp lô đây mọi người này, rất là sạch sẽ nhá. Đó, và chiếc xe này là phiên bản cao cấp nhất của dòng C mọi người nhá. Đó, nên là xe đi chạy rất là sướng, rất là bốc. Động cơ 2.5 thì vận hành, chúng ta vận hành thì khỏi phải lo về tốc độ rồi, dành cho những ai yêu thích tốc độ cũng như cái đẹp. Đó, mà giá thì lại chỉ bằng xe cỏ thôi. Đó, không thể tin được đúng không bà con? Nhưng mà đó là sự thật. Đó, đến với bên Thế Anh ô tô thì kể cả những người không có điều kiện cũng có thể sở hữu được những dòng xe hạng sang. Đó, vô lăng của xe đây mọi người này, rất là ít mòn luôn nhá. Đó, logo của em nó thì rất là đẹp, nhìn logo đã thấy đã rồi. Đó, đây gương kính chỉnh điện đây mọi người này. Đó, chân phanh chân ga đây nhá, rất là ít mòn luôn. Đó, từng chi tiết của xe còn rất là đẹp, ghế da còn nguyên bản theo xe. Đó, mọi người cũng rõ rồi, những dòng xe tiền tỷ này thì mọi người đi cũng là rất là giữ gìn xe thôi. Trần nỉ cũng còn nguyên bản theo xe, rất là sáng. Đó, mọi người nhìn giấy da này thì cũng rõ rồi, bác chủ đi có giữ gìn xe hay không. Điều hòa auto này, riêng chiếc xe này em cam kết là về máy số rất là ngon. Đó, điều hòa thì rất buốt nhá, âm thanh nghe như vũ trường luôn, ngồi rất là rộng rãi này. Đó, chỉ với 165 triệu thôi
là cô bác và anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi, một dòng xe hạng sang đó. Chiếc xe này mới bán ra thì cũng rơi tầm khoảng hơn 2 tỷ thôi đó. Từng chi tiết của xe còn rất là đẹp mọi người nhé. Đó, táp lô táp ly đây như mới luôn. Đây là vùng điều hòa thứ hai của xe mọi người này. Xe ngồi thì rất là rộng rãi. Nội thất của em nó đây rất là long lanh, tất cả đều còn nguyên bản luôn. Ghế da xịn, da xịn này thì nó rất là bền mọi người nhé. Đó, táp lô táp ly đây. Đó, dòng xe này thì thiết kế thì nó rất là đẹp, gần như là rất là thời trang, rất là khỏe khoắn. Đây, khóa của treo, khóa khiển treo xe này mọi người này, nhìn khóa thôi cũng đã thấy đã rồi. Đó, giờ em sẽ cho mọi người tham khảo qua cốp này. Đó, cốp điện luôn nhá. Ấn thì chúng ta chỉ cần ấn ngay là được thôi. Đó, cốp đây, để đồ đạc rất là rộng rãi mọi người này. Đây, nốt sơ cua đây rất là ít hạ nhá, còn rất là mới luôn. Gầm bệ thì miễn bàn rồi, dòng này thì nó rất là bền. Đó, đây em sẽ quay gầm bệ cho bà con xem này. Đó, gầm bệ rất là chất nhá, không có mục mọt, không có han mọt gì luôn. Đây, cổ bô đây còn sáng này mọi người. Đó, chỉ với 165 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Mọi người mà quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888 để được em tư vấn hỗ trợ cũng như là đặt lịch xem xe. Và địa chỉ để xem xe trực tiếp đó là thôn Kim Nối, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ở bên em thì cách thành phố Hải Dương là gần 40 km nên là không có ảnh hưởng dịch bệnh gì cả nhé. Nên là cô bác anh chị xuống xem xe thoải mái thôi, đường xá vẫn lưu thông bình thường. Có túi khí an toàn thì có 4 túi khí nhé. Đó, túi khí đây mọi người này. Đó, thiết kế của xe rất là đẹp luôn. Củ số đây này, hộp tì tay này, nhìn rất là sang. Đó, đây là cả quả túi khí đây mọi người nhé. Đó, âm thanh em này thì nghe rất là hay. Và bà con ở hai khu vực miền Nam và miền Trung xem video của em thì cứ yên tâm, tình trạng của xe ở ngoài như nào thì trong video là như vậy thôi. Em cam kết là tải chuẩn cho bà con, nên là bà con yên tâm, bên em thì mua bán vận chuyển vào trong đó rất là nhiều. Nên là uy tín chất lượng này em đặt lên hàng đầu, nên là mọi người là cứ yên tâm. Mọi người mà thiện chí thì cứ cọc em 30 triệu sẽ vận chuyển xe vào trong cho mọi người. Và phí vận chuyển là thêm 5 triệu nữa là cô bác anh chị lấy xe đi rồi. Đó, đây, mặt đồng hồ của xe đây mọi người này, thiết kế rất là đẹp luôn. Em này thì điều hòa rất buốt luôn nhá, âm thanh nghe rất là hay. Đó, đó, âm thanh nghe như vũ trường luôn. Mọi người lấy xe về chỉ sẵn đi thôi. Giờ em sẽ để lỗ máy lên cho bà con nhé. Đó, để rất là nhạy nhá. Đây, khoang động cơ của xe đây cô bác anh chị nhé. Đó, xe lên máy đen rồi. Khoang động cơ được thiết kế rất là gọn gàng, không có bị rối mắt mọi người nhé. Có máy nổ rất là êm này, khoang máy thì còn rất là khô ráo nhé. Đó, mặt máy còn chưa hiện tượng han gì cả, nên là cô bác anh chị là cứ yên tâm. Đó, xe thì em cam kết là không có đâm đụng ngập nước gì cả nhé. Đó, đó, máy nổ rất là êm này mọi người này. Các anh chị là thiện chí xe này thì vui lòng liên hệ em nhé. Em xin phép được kết thúc video tại đây. Em xin hẹn gặp lại mọi người trong video tới của em.